Rồi, mình có ghi trong tiêu đề á, là cái mình bố trí mà để hứng nước thoát sao cho nó hợp lý á. Bởi vì như mình có nói rằng là cái nước thoát nó rất là quan trọng nhé. Nước thoát rất quan trọng trong cái giá thể. Giá thể của mình á, là hầu như nó khá trơ ha, khá trơ và nó không có độ đệm như là trong đất. Vì thế nên á, buộc á, là các bạn phải tưới phân dung dịch ra và nó sẽ chảy ra ngoài. Và cái nước á, nước thoát á, nó sẽ là một cái chất chỉ thị để mình điều chỉnh cái dung dịch của mình cho nó hợp lý để cây của mình hấp thu được tối đa cái dưỡng chất ha. Vậy thì cái việc mà bố trí nước thoát nó như thế nào? Hôm nay mình tới vườn sớm ha, và bởi vì vườn không có làm cái chỗ mà hứng nước thoát á, nên mình đã phải móc đây, mình móc nó lại, mình móc trong đây, móc giá thể ra và mình vắt ra, thì cái OC trong cái nước bầu mà mình vắt ra nó vào khoảng là 5.4 ha. Cao đúng không? Quá cao. Nếu mà 5.4 như vậy là cao quá. Thường thì cho thằng ớt á, thường khuyến cáo nó vào rơi vào trong khoảng chừng 3.5 đổ lại thôi. Nhưng mà đây là hơi cao ha. Nếu mà những bạn mà không chuyên nghiệp ấy, mà bạn chỉ có bắt ra mà bạn đo là cao như vậy ấy, thì bạn lại ngay lập tức là bạn bạn cho là cái OC đầu vào mình buộc phải giảm đi thật nhiều, dạng như để rửa hoặc thậm chí là cháy nước trắng để rửa giá thể ấy, để cho nó không bị cao như vậy á. Thì đó là cái nhìn nhận đó là không hợp lý và không chính xác nghe. Các bạn để ý ha, nếu mà cái vườn mà chạy như vậy bạn nhìn ha, thì làm sao mà rễ bên nào nó cũng đẹp như vậy. Thì nếu bạn nhìn nhận vậy, bạn làm vậy là không đúng nghe. Thì mình đã cố tình mình đợi khi mà vườn chạy thêm cái vòng nước đầu tiên, khi mà nó chảy ra, khi mà vòng nước đầu tiên nó chảy ra xong rồi mình lại vắt lại giá thể, thì mình đo, thì lần này á thì mình đo cái OC của nó thì nó sẽ thấp hơn ha. Giờ còn 4.8, lúc nãy là khoảng 5.5 ha. Sau khi một lần nước chạy chạy vô, nước kèm phân nha, chạy vô là 4.8. Còn cái dung dịch đầu vào á, thì mình cũng có hứng ha, có hứng. Để mình trước mình phải rửa sơ cái giá thể, cái bút này cho nó chính xác hơn nè. Rồi mình có hứng cái nước đầu vào. Rồi cái nước đầu vào của nó là 2 chấm gần 2.2 ha. 2.2 thực ra thì nó là bình thường, mà nước đầu ra lúc đầu á là mình vắt á là 5.8, sau đó là một vòng nước chảy á, là còn có 5.5, vòng sau là còn 4.8 ha. Vậy á thì theo các bạn nữa, nếu mà lát nữa mà nước nó chảy tiếp tục ra nữa thì cái nước nước vắt nó ở vị ở khoảng bao nhiêu? Chắc chắn là nó sẽ xuống ha. Mình đoán là nó khả năng nó sẽ xuống còn 4 chấm hoặc là 4.2 ha. Thì cái đó các bạn thấy không, nó sự rất là khác nhau ha. Nếu bạn chỉ lấy nước thoát vào một cái thời điểm nhất định và vắt ra như vậy trong một ngày như vậy, rồi bạn phán đoán để mà quyết định cái lượng nước tưới và điều chỉnh đó, thì nó sẽ không có đúng đâu ha. Cái lưu ý của mình hồi trước giờ mình cũng có đã từng nói rồi, nhưng mà bây giờ mình vẫn lần này mình sẽ nhấn mạnh ha. Việc bạn hứng nước thoát nó rất quan trọng nhé. Thì bạn hứng là bạn phải bố trí cái hứng nước thoát á, là ví dụ ở dưới đây bạn lấy một cái khay. Đó, bạn để bạn hứng toàn bộ cái nước vô trong cái khay đó, sau đó đục lỗ trong cái khay đó để nó chảy ra cho một cái ca. Bạn có thể là thay vì cái đế này nó hơi thấp này, bạn cái bạn làm cái đế này cao lên và lấy cái ca đó, và cái ca đó mình khuyên là nó nằm ít nhất là phải cái ca hứng nước thoát phải nằm từ khoảng cái loại ca khoảng hơn 2 lít. Tại sao? Là bởi vì mình muốn hứng là hứng toàn bộ nước trong một ngày. Cái việc nước mà bạn hứng trong toàn bộ một ngày á, nó sẽ khi mà bạn lấy cái nước đó và bạn đo thì nó sẽ gọi là nó là chung ha, khái quát nhất trong một ngày, chứ không phải là một cái thời điểm giống như lúc nãy mình lấy ha. Ví dụ cái thời điểm mà hôm nay bạn lấy như vậy, đầu đầu giờ là nó cao đúng không, xong cái cuối giờ á, thì chắc chắn là ở cái cuối ngày nó sẽ là thấp. Thì khi mà mình gộp chung cái loại nước mà trong một ngày như vậy á, thì nó sẽ là ổn định ha. Và cái loại nước đó thì mình sẽ lấy đó làm cơ sở để mình quyết định cái chương trình tưới của mình như thế nào cho hợp lý nghe. Các bạn nên lưu ý ha. Hồi đó mình có coi một số cái video của vùng khác á, làm giá thể nhưng mà không có chân đế á, thì khá là nguy hiểm nhé. Mình sẵn đây mình nói luôn, cái chân đế này nó sẽ giúp cho bạn cách ly được cái chậu với lại cái nền đất này. Khi nước nước thoát ở trong cái chậu nó ra mà nó xuống nền đất này mà nó không được thoát được được tốt á, thì cái dưới đất này sẽ có rất là nhiều mầm bệnh ha. Nó sẽ theo cái rễ rễ nó sẽ ăn xuống sâu ha, và nó sẽ ra khỏi cái chậu luôn, và nó sẽ đi đi xuống đất và nó rất là nguy hiểm ha, lưu ý ha. Rồi thôi quay lại cái chủ đề này thôi. Thì
cái việc mà bạn bạn hứng như vậy rất là tốt. Bạn hứng lấy nước nguyên một ngày và bạn lấy một cái thời điểm nhất định trong ngày, ví dụ bạn chọn tùy thôi, chọn một cái thời điểm nào đó để lấy cái nước đó và bạn đo, và hàng ngày bạn sẽ lấy cái nước đó bạn đem đo rồi đổ đi hoàn toàn, rồi để hứng và qua ngày mới ha. Thì một cái quan trọng, cực kỳ quan trọng trong cái vấn đề mà mình đo nước thế này á, là cái việc mà tại sao mà bạn phải hứng luôn cả cái ca hơn 2 lít để cho mình, như mình nói là để hứng được toàn bộ cái lượng nước thoát á, để mình đo á. Ngoài ra nữa mình sẽ biết được rằng là cái tổng lượng nước thoát của bạn là bao nhiêu so với cái tổng lượng nước đầu vào là bao nhiêu. Ví dụ lúc nãy mình có nói là cái cây của nhà vườn này nè đang tưới là khoảng 1,5 lít trên cây, là 3 lít trên bầu. Đó là đầu vào ha. Nếu mà đầu ra thường thì người ta thường tính trong khoảng chừng 15 đến 25% cho cây trong giai đoạn này ha. Thì khi đó mình sẽ biết được là đầu vào mình chạy chừng đó mà ra nó được chừng đó, vậy thì nó đã là hợp lý hay chưa ha. Đó, nó rất là quan trọng nhé. Mình hay nhấn từ quan trọng bởi vì mình thấy là nó cần thiết. Và những khi mà đi đồng mình thấy cái gì mà nó chưa hợp lý thì mình sẽ lưu ý kỹ với các bạn những cái giai đoạn này ha. Đó. Rồi khi mà mình đã có, ví dụ sau khi bạn hứng cả ngày như vậy bạn đo, thì bây giờ nếu mà cái nước của cả ngày bạn đo mà nếu mà nó chênh lệch không quá 1.5 đến 2 chấm của OC so với cái nước đầu vào, và cho cái cây mà trong giai đoạn mà nó đang đang chuẩn bị mà đậu trái như thế này á, thì là ok ha. Đó. Còn nếu mà cái OC mà nó cao quá, cả ngày trung bình một ngày mà nó cao hơn 2 chấm so với cái nước OC đầu vào, thì mình khuyên là nên giảm cái OC đầu vào, giảm một cách từ từ ha, để đưa cái OC vùng rễ của bạn nó xuống thấp hơn. Đó. Đó, tùy từng giai đoạn mà mình có nên điều chỉnh ha. Rồi. Đây, cái video của mình thì chủ yếu hôm nay nói nhấn mạnh về cái vấn đề mà hứng nước thoát sao cho hợp lý nhé. Rồi, giờ mình đi sơ lại một vòng nữa vườn để khoe các khoe phân phu nô của bên mình nó làm cho cây nó phát triển thế nào nhé. Đó, đọt thì nó vẫn là chương trình đọt bự ha. Đây chương trình phân một lẩu, một canxi, một bao lẩu, một bao canxi và 9 kg MKB. Đọt mập ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.